Bộ Y tế vừa có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Cùng với đó, các sở y tế xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể, xây dựng kế hoạch phân công, lấy mẫu, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn, tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ. Đối với công tác khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng yêu cầu các sở y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả, tăng cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát người bệnh và người nhà người bệnh đến khám, tư vấn và điều trị.